Phần chánh tôn. Chánh văn. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác với không, Bát Nhã. Không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, Bát Nhã. Không tức là năm uẩn. Lược giải. Đại ý đoạn này nói: Năm uẩn tức là không, Bát Nhã. Không tức là năm uẩn. Nói năm uẩn tức là nói tất cả các pháp. Tất cả các pháp đều có hai phần: tánh và tướng. Tánh của các pháp thì không có hình tướng, kinh gọi là không tướng. Thì chư pháp không tướng. Bởi không tướng nên không sai khác, không sanh diệt, không hư hoại, vân vân, cũng gọi là thật tướng, chân tướng, chân tánh, chân không, chân như hay chân tâm, vân vân. Tướng của các pháp thì có hình tướng như năm uẩn hay các pháp sai khác, có sanh diệt, hư dối không thật, rốt cuộc hoàn không. Kinh chép: Ngũ uẩn giai không. Thí dụ như dòng, kiền, xoa, xuyến là tướng của vàng, băng, tuyết, mù sương, nước đá là tướng của nước, đều có sanh diệt, hư giả không thật, rốt cuộc đều trở về không. Còn tánh của vàng hay tánh của nước thì không có các tướng dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân, dù cho không tướng. Vì không tướng nên không sanh diệt, hư hoại, dụ như thật tướng, chân tướng hay chân không, vân vân. Đây chỉ là thí dụ cho dễ hiểu, chứ không phải vàng hay nước là thật tướng hay chân tướng, vân vân. Đoạn kinh này có hai tầng đạo lý càng và sâu khác nhau. Tầng đạo lý thứ nhất dùng hai chữ chẳng khác. Năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn. Nghĩa là đem năm uẩn với chân không để so sánh nhau. Lấy năm uẩn so sánh với chân không, không khác. Và lấy chân không để so sánh với năm uẩn cũng không khác. Tuy không khác, nhưng có người hiểu vẫn còn một bên năm uẩn và một bên chân không. Cũng như nói sống và nước không khác, nhưng vẫn còn chấp sống và nước hai thứ riêng biệt. Đến từng đạo lý thứ hai có phần sâu hơn, lại dùng hai chữ tức là. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Nghĩa là năm uẩn tức là chân không, chân không tức là năm uẩn. Năm uẩn với chân không không còn hai phần riêng biệt nữa. Cũng như nói sống tức là nước, nước tức là sống, không có riêng khác. Từng đạo lý thứ nhất nói năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp chẳng khác với tánh của các pháp, tánh của các pháp chẳng khác với tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo, tướng không khác với đường, tánh đường không khác với kẹo. Từng đạo lý thứ hai nói năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp tức là tánh của các pháp, tánh của các pháp tức là tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo tướng tức là đường tánh, đường tức là kẹo. Muốn rõ thêm đoạn kinh này, chúng tôi xin thí dụ như sau. Như người mê ngủ chiêm bao, dụ chúng sanh mê muội, thấy các cảnh vật khổ vui vân vân, vì mê mộng nên họ chấp các cảnh vật ấy là thật, rồi cũng vui buồn cười khóc vân vân. Trái lại người thức, dụ Bồ Tát tu trí huệ Bát Nhã, thấy các cảnh chiêm bao kia đều không, ngũ uẩn giai không, nên không bị cảnh khổ chiêm bao làm cho họ khổ sở, độ nhất thế khổ ách. Người thức kia, dù ngài quán tự tại Bồ Tát, biết rằng vì tâm chiêm bao hiện ra các cảnh chiêm bao, nên nói cảnh chiêm bao sắc không khác với tâm chiêm bao không, tâm chiêm bao không khác với cảnh chiêm bao.
Cảnh chiêm bao tức là tâm chiêm bao, tâm chiêm bao tức là cảnh chiêm bao. Lên một tầng nữa, Phật dạy: chúng sanh vì mê bản thể chân tâm thanh tịnh của mình chân không, nên vọng hiện ra thế giới và chúng sanh, tức là cảnh giới của chúng ta sống đây. Trong kinh cũng gọi là cảnh đại mộng. Rồi chúng sanh vọng chấp cho là cảnh thật, nên cũng mừng, giận, khổ, vui, vân vân. Cũng như người chiêm bao, tiểu mộng không khác, nên gọi là mộng tưởng điên đảo. Bồ Tát đã giác ngộ như người thức tỉnh, dùng trí huệ bát nhã như trí của người thức, thấy cảnh giới của chúng ta đang sống đây là cảnh đại mộng, đều do tâm hiện ra. Nên Bồ Tát dạy: các pháp đều không, ngũ uẩn giai không, do tâm hiện ra. Nên các pháp chẳng khác với tâm không, tâm chẳng khác với các pháp. Các pháp tức là tâm, tâm tức là các pháp. Tóm lại, đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh không khác, nhưng chúng sanh vì vô minh vọng tưởng điên đảo nên thấy có năm uẩn hay thế giới chúng sanh, rồi theo cảnh đại mộng này mà thọ khổ. Trái lại, Bồ Tát đã giác ngộ, người đã thức giấc đại mộng, dùng trí huệ bát nhã thấy cảnh đại mộng này năm uẩn hay các pháp đều không, chỉ do tâm hiện ra, nên không còn bị các khổ của cảnh đại mộng nữa, độ nhất thế khổ ách. Vì chúng sanh mê, từ tánh không hiện ra có sắc, nên nói sắc chẳng khác với không, hay sắc tức là không. Vì Bồ Tát ngộ, từ sắc tướng trở về tánh không, nên nói không chẳng khác sắc, hay không tức là sắc. Giải danh từ. Xá Lợi Tử có nhà dịch Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Phất Đa La. Chữ Phất đồng nghĩa với chữ Tử, con. Ông Xá Lợi Tử là bậc đại đệ tử của Phật, trí huệ thứ nhất. Bà mẹ ông tên Xá Lợi, thông minh xuất chúng, biện luận nổi danh trong xứ, nhất là trong khi có mang ông. Theo phong tục Ấn Độ, thường lấy tên mẹ đặt tên con, nên gọi ông là Xá Lợi Tử hay Phất, nghĩa là con bà Xá Lợi. Theo bản dịch của Ngài Thi Hộ chép, trong khi Đức Thế Tôn ở non Linh Thứ nhập định, thầm thâm quang minh, nói chánh pháp Tam Ma Đề, thì ông Xá Lợi Phất bạch với Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: nếu có người muốn tu pháp môn thầm thâm bát nhã thì phải tu như thế nào? Nhân đó, Ngài Quán Tự Tại gọi ông Xá Lợi Phất mà giảng nói kinh này. Sắc tức là sắc uẩn. Các vật chất chứa nhóm lại thành ra những hình tướng như thân thể và cảnh vật gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn gồm có 11 món, 5 căn và 6 trần. 5 căn là: 1. Nhãn căn, con mắt. 2. Nhĩ căn, lỗ tai. 3. Tỷ căn, lỗ mũi. 4. Thiệt căn, cái lưỡi. 5. Thân căn, thân thể. 6 trần là: 1. Sắc trần, cảnh bị thấy của mắt. 2. Thanh trần, tiếng bị nghe của tai. 3. Hương trần, mùi bị ngửi của mũi. 4. Vị trần, vị bị nếm của lưỡi. 5. Xúc trần, cảnh bị xúc của thân. 6. Pháp trần, cảnh bị biết của ý thức, tức là vô biểu sắc. Sắc này không tiêu biểu ra ngoài, nhưng đối với nội tâm, ý thức, chúng ta có thể thấy rõ ràng. Thọ tức là thọ uẩn. Thọ là lãnh thọ. Sau khi tiếp xúc với cảnh rồi, sanh lãnh thọ. Sự lãnh thọ có 5: 1. Thọ khổ. 2. Thọ vui. 3. Thọ buồn. 4. Thọ mừng. 5. Thọ không vui buồn. Tưởng tức là tưởng uẩn. Tưởng là tưởng nhớ hình tượng của các cảnh. Do sau khi tiếp xúc và lãnh thọ các cảnh khổ vui rồi, sanh ra tưởng nhớ. Hành tức là hành uẩn. Hành là sự thay đổi biến chuyển của tâm niệm. Trong 51 món tâm sở, trừ thọ và tưởng ra, còn 49 tâm sở và 24 món tâm bất tương ưng đều thuộc về hành uẩn.
Thức tức là thức quẩn. Thức nghĩa là hiểu biết phân biệt, có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Thức chia ra làm 8 loại. 1. Nhãn thức, cái biết của mắt phân biệt các cảnh sắc. 2. Nhĩ thức, cái biết của tai phân biệt các tiếng tâm. 3. Tỷ thức, cái biết của mũi phân biệt các mùi. 4. Thiệt thức, cái biết của lưỡi phân biệt các vị trần. 5. Thân thức, cái biết của thân phân biệt xúc trần. 6. Ý thức, cái biết của ý phân biệt các pháp trần, cảnh nội tâm. 7. Mạt na thức, cái biết thứ 7 chấp thức thứ 8 làm ngã. 8. A lại gia thức, cái biết thứ 8 chứa chủng tử và các pháp. 0. Tức đoạn sau nói không tướng. Cái không đây không phải hư không, ngoan không, hay cái không đối với cái có, cũng không phải thủ tiêu hết các vật hữu tình mà nói là không, và cũng không phải cái không của tiểu thừa, thiên không. Cái không đây tức là bản tánh thanh tịnh, không có các hình tướng. Vì bản tánh không này không có các hình tướng nên gọi là không tướng, tướng không. Vì nó không sanh diệt, không hư dối nên cũng gọi là chân không, hay thật tướng, chân tánh, chân tâm, chân như, vân vân. Tóm lại, kinh này nói 5 quẩn, tức là bên duy thức nói 94 pháp hữu vi. Kinh này nói không hay không tướng, tức là bên duy thức nói 6 pháp vô vi. Kinh này nói sắc chẳng khác với không, hay nói sắc tức là không, là nói pháp hữu vi tướng không khác với pháp vô vi tánh, hay nói pháp hữu vi tức là pháp vô vi. Chánh văn: này Xá Lợi Tử, tướng không bát nhã của các pháp đây, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Lược giải: đoạn kinh này nói tánh bát nhã của các pháp không sanh diệt, không cấu tình, vân vân. Đoạn thứ nhất nói 5 quẩn đều không. Đoạn thứ hai nói sắc chẳng khác với không, hay sắc tức là không, vân vân. Đoạn này nói tướng không của các pháp, chữ không ở trong 3 đoạn này đều chỉ cho trí huệ bát nhã, tức là tánh của các pháp. Tánh của các pháp không có hình tướng, không có tướng sanh, không có tướng diệt, không có tướng cấu nhiễm của phàm phu, không có tướng thanh tịnh của chư Phật. Khi ngộ nó không thêm, lúc mê nó cũng không bớt. Bởi thế nên cũng gọi là không tướng, tướng không. Chân tướng, thật tướng, chân tánh, chân tâm, chân như, chân không, hay thật tướng bát nhã, vân vân. Tóm lại, tánh của các pháp là chân tâm thanh tịnh sáng suốt, không có các hình tướng nên gọi là không tướng hay bát nhã chân không. Giải danh từ: pháp chỉ chung cho tất cả sự vật, tinh thần, vật chất, hữu hình, vô hình, hữu vi, vô vi, thánh phàm, vân vân. Chẳng những bàn ghế, vân vân là pháp, cho đến hư không cũng là pháp. Bóng trong gương, trăng dưới nước là pháp, mà lông rùa, sừng thỏ cũng là pháp, cho đến tư tưởng tâm niệm cũng là pháp. Phàm những cái gì tự nó giữ được cái bản chất của nó, làm cho người biết được nó là cái gì thì đều gọi là pháp. Tóm lại, nói rộng là tất cả pháp, nói hẹp là 5 quẩn. Nói 5 quẩn là chân không, tức là nói các pháp là chân không. Chính ở nơi các pháp mà nhận tướng chân không, chẳng phải ngoài các pháp riêng có một tướng chân không. Chánh văn: bởi thế nên trong tướng không bát nhã không có 5 quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có 6 căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Lược giải: đoạn kinh này nói
trong tướng không, bát nhã không có các pháp thế gian. Vì tướng không của các pháp, bát nhã không sanh diệt, không cấu tình, không tăng giảm, vân vân, nên trong tướng không, bát nhã không có năm uẩn, 12 xứ, 6 căn, 6 trần, 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, cũng như trên màn bạc, dù tướng không, không có các hình ảnh. Thật ra, nói năm uẩn tức là gồm cả 12 xứ và 18 giới. Trái lại, nói 12 xứ cũng gồm cả năm uẩn và 18 giới, hay nói 18 giới cũng gồm cả 12 xứ và năm uẩn. Sở dĩ phân chia riêng khác như vậy là vì Phật phá sự chấp ngã của chúng sanh. Người chấp nặng về phần tinh thần, tâm là ngã, thì Phật nói năm uẩn chia chẻ tinh thần, tâm ra làm bốn phần là thọ, tưởng, hành và thức để phá chấp. Còn sắc không cần chia chẻ. Người chấp nặng về phần vật chất, chấp thân là ngã, thì Phật nói 12 xứ chia chẻ sắc ra làm 12 phần là 6 căn và 6 trần để phá chấp. Người chấp cả tinh thần, tâm và vật chất, sắc làm ngã, thì Phật nói 18 giới chia chẻ cả tinh thần và vật chất ra làm 18 phần là 6 căn, 6 trần, 6 thức để phá chấp. Tóm lại, trong bát nhã, tướng không, không có các pháp của thế gian là năm uẩn, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Giải danh từ. Năm uẩn. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ nhất về câu năm uẩn đều không. Sáu căn. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ hai về câu sắc tức là sắc uẩn. Sáu trần. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ hai về câu sắc tức là sắc uẩn. Sáu thức. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ hai về chữ thức tức là thức uẩn. Chánh văn. Không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Lược giải. Đoạn kinh này nói trong tướng không, bát nhã không có 12 nhân duyên là pháp tu suốt thế gian của thánh Duyên Giác. Trong bát nhã chân không cũng không có 12 nhân duyên, về phần lưu chuyển là vô minh duyên hành cho đến duyên lão tử, và về phần hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt cho đến lão tử diệt. Bậc thánh Duyên Giác nhờ quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên mà thấu rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi, và cũng nhờ quán sự hoàn diệt của 12 nhân duyên mà được ngộ đạo. Quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên như thế nào mà thấy rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi? Hành giả quán 12 nhân duyên xoay dần tiếp nối lẫn nhau như sợi dây chuyền có 12 khoen. Khoen này truyền khoen kia truyền khoen nọ, như cái vòng tròn không mối. Chúng sanh vì đời trước mê lầm, quá khứ căn bản vô minh, nên tạo ra các nghiệp hành. Hai món này vô minh và hành làm nhân quá khứ. Sau khi chết bị nghiệp lực dẫn dắt tinh thần thức đi thọ thân danh sắc. Khi thành thân tất nhiên có sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt vân vân, là chỗ của sáu trần phản ảnh vào lục nhập. Khi có sáu căn tiếp xúc xúc với sáu trần, rồi sinh ra lãnh thọ thọ sự khổ và vui. Năm món này thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả hiện tại. Khi thọ quả hiện tại trở lại tạo nhân nữa là ưa thích ái tìm cầu thủ, làm sao cho có hữu. Ba món này ái thủ hữu làm nhân hiện tại, tức là chi mạc vô minh. Do ưa thích tìm cầu cho được nên tạo nghiệp để thọ sanh thân sao sanh. Khi đã có thân tất nhiên phải có thức danh sắc lục nhập xúc thọ, thì phải già và chết lão tử. Ba món này sanh lão tử là quả vị lai. Trong khi thọ quả vị lai rồi trở lại tạo nhân nữa, ái thủ hữu,
để thọ quả vị lai lần nữa cho đến vô cùng tận. Quán về sự hoàn diệt của 12 nhân duyên. Sau khi hành giả quán sát nguồn gốc của sanh tử luân hồi là do 12 nhân duyên, nhưng trọng tâm là vô minh. Hành giả muốn dứt sanh tử luân hồi, tất nhiên phải diệt trừ vô minh. Nếu vô minh bị diệt trừ thì hành diệt cho đến lão tử diệt. Vô minh có hai loại: căn bản vô minh, tức là vô minh quá khứ, vô minh hành, và chi mạc vô minh, tức là vô minh hiện tại, ái, thủ, hữu. Vô minh quá khứ rất khó diệt trừ. Hành giả chỉ có thể diệt trừ vô minh hiện tại là ái, thủ, hữu. Nếu ái, thủ, hữu diệt rồi thì sanh và lão tử không còn. Không còn sanh và lão tử thì làm gì có sanh tử luân hồi? Xem Phật học phổ thông khóa thứ tư giải thích rất rõ. Tóm lại, trong Bát Nhã, tướng không hay chân như, chân tâm, vân vân, không có pháp tu suốt thế gian của thánh duyên giác là 12 nhân duyên cả lưu chuyển và hoàn diệt.